Hello mọi người, hôm nay Diễm làm video chia sẻ cách làm giò sống hay là làm mộc, mộc luộc và mộc chiên bằng thịt mà mình mua nguyên miếng á. Tại vì Diễm có nhận được cái yêu cầu là làm thịt nguyên miếng và làm bằng máy xay. Thì sẵn Diễm làm thì Diễm quay video luôn. Cách làm không có khó và rất là đơn giản mà mộc mình làm ra nó vừa dai mà nó thơm, nó béo, nó ngon nữa. Thì bây giờ mời mọi người cùng vô bếp làm món mộc chiên và mộc luộc với Diễm nha. Về thịt nguyên miếng á, thì mình lựa cái này là dễ mua thịt này giống như thịt nạc dăm á, hoặc là mình dùng thịt mà thịt ba chỉ á, thịt ba rọi cũng rất là ngon. Làm giò sống rồi á, thì thịt á, nó có mỡ, những cái lớp mỡ á, thì cái giò sống của mình nó ra nó mới béo ha. Thì bây giờ á, thịt mua về mình sẽ rửa cho sạch, mình rửa bằng nước mát nha, mình lau khô và mình đi cắt ra. Diễm ở đây Diễm có 800 g, thì mình cắt ra cho nó nhỏ nha, càng nhỏ càng tốt. Tại vì mình cắt nhỏ thì mình giúp cho cái máy của mình nó xay dễ dàng hơn và nó nhanh hơn đó. Thì Diễm cắt một miếng khoảng cỡ như vậy. Tại vì có yêu cầu nên Diễm làm bằng cái thịt nguyên miếng, chứ thực ra Diễm thấy làm thịt heo xay nó rất là tiện. Tại vì mình đỡ phải mất công cái phần mà cắt này nè. Sau khi cắt xong á, thì Diễm sẽ cho thịt vào lại trong tủ lạnh. Nếu mà nhà mình nóng á, thì mình nên cho trong tủ lạnh ha. Còn nếu mà nhà nhiệt độ mát á, thì mình lấy mình mang mình xay luôn cũng được. Nhưng chắc ăn thì mình cất tủ lạnh một tiếng nha, bọc lại cho kín. Thì ở nhà mình á, nếu mà có cái máy xay thịt á, thì mình lấy ra mình xay ha. Còn ở đây thì Diễm có cái máy Philips này nè. Diễm sẽ dùng cái lưỡi dao bằng sắt á, mình xay luôn. Thì cái máy này nó 650W và nó 2,1 lít nha. Vì vậy cái lượng thịt là 800 g á, thì Diễm sẽ chia ra làm đôi. Mình đừng có nên xay nhiều á, xay nhiều nó khó nhuyễn đều á. Với lại nó máy nó cũng dễ bị nóng. Thì mình sẽ bật máy lên tốc độ cao nhất, mình xay khoảng 30 giây á. Thì xay đối với những cái máy này thì mình không có nên xay lâu. Mình xay lâu nó dễ bị nóng lắm. Thì Diễm xay sau 30 giây á, Diễm tắt máy, Diễm kiểm tra thịt. Nếu mà mình thấy thịt á, nó còn những cái miếng to nhiều á, thì mình tiếp tục mình xay thêm khoảng từ 20 tới 30 giây nữa. Mình không có nên xay lâu hơn ha. Thịt nó vừa nhuyễn là được, không có cần nhuyễn mịn nha. Tại mình sẽ còn ướp gia vị nữa. Đó, Diễm xay là tổng cộng là gần 1 phút á, thì nó được như vậy. Thì mình múc ra ha, và mình cho cái phần thịt còn lại vô mình xay tiếp. Tùy cái máy mình to hay nhỏ, nếu máy to thì mình cho mình xay một lượt cũng được, còn máy nhỏ thì mình chia làm 3, làm 4 phần. Bây giờ mình đi pha cái hỗn hợp gia vị á, để mình ướp vô thịt. Thì Diễm sẽ cho vô đây 3 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê muối, thì tùy mình ăn nhạt hay là ăn mặn nha. Thì mình sẽ nêm mình điều chỉnh lại, muối này là muối hồng Himalaya. Diễm cho vô 2 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê bột nổi, 2 muỗng canh tinh bột khoai tây. Còn nếu mà mình thích ăn cái mọc nó chắc hơn thì mình cho 3 muỗng canh, 4 muỗng canh nha. Diễm cho vô 6 muỗng canh nước lạnh. Nếu mà không nước lạnh, có nước lạnh thì mình cho nước đá ngâm nước cho nó lạnh. 4 muỗng canh dầu ăn, dùng dầu hướng dương, dầu nào không có mùi. Rồi mình khuấy cái hỗn hợp này lên cho nó tan đều với nhau nha. Và mình sẽ cho vô trong thịt để mình ướp. Thì thịt á, sau khi xay xong á, Diễm sẽ cho vô một cái túi ni lông, mà cái túi này là chịu được để trong đông đá đó. Mình cho cái túi lớn nha, cho hết cái phần nước ướp thịt vào. Thịt á, mà để làm giò chả thì Diễm lưu ý là mình nên mua thịt tươi ha. Không nên để ý là không phải là thịt đã qua đông đá nha. Tại thịt mà đông đá mà rã đông ra lại rồi thì chắc chắn mình làm nó dễ bị bở và nó không có ngon. Mình cho cái hỗn hợp này vô, mình bóp cho nó thật là đều á. Đều nha, không có cần lâu, chỉ cần mình thấy nó thấm đều hết, không còn nhìn có thấy cái lượng chất lỏng ở ngoài đó. Thì mình sẽ dàn thịt ra cho nó thiệt là mỏng, khoảng cỡ 1 cm. Nó dùng hai tay á, mình dàn nó ra như vậy. Thì mình để trong tủ đá đó, mình không có cần phải đợi lâu. Mình cột lại cho kín ha, thì mình lấy cái tấm thớt mình bưng lên cho dễ. Và mình sẽ cất vô trong tủ đông đá 3 tiếng nha, 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng, mà Diễm thấy 3 tiếng là vừa ngon. Sau 3 tiếng thì Diễm lấy ra thì nó đã đông như vậy nè. Cái chỗ cứng, chỗ này hơi mềm nè, còn chỗ này rất là cứng ha. Bây giờ mình sẽ bẻ ra thành từng cái miếng nhỏ và mình cũng chia làm đôi, mình cho vô máy mình xay. Máy xay thì mình cũng sử dụng cái lưỡi dao bằng sắt nha.
Nếu mà mình có máy quết đó, mình thích quết thì mình cho vô máy quết mình quết cũng được ha. Thì cách quết là như mình quết giò sống, Diệp có video riêng đó. Đầu tiên á, mình sẽ bật cái tốc độ thấp nhất ha, mình xay tí xíu. Nếu mà mình thấy thịt nó dồn lên trên cái nắp á, thì mình tắt máy và mình dùng một cái muỗng đó, mình đẩy thịt xuống. Tại lúc này thịt nó còn đông đá cứng đó, mình giúp cái máy tí xíu chứ mình đừng có để cho cái máy nó chạy không mà thịt nó cũng không có xay được. Mà như vậy thì nó sẽ mau bị nóng cái trục á. Mình tém thịt xuống rồi thì bây giờ mình tiếp tục mình xay nha. Thì Diễm sẽ bật cái tốc độ cao nhất, mình xay trong vòng 30 giây. Thì Diễm lưu ý ha, nếu mà cái máy mình á, tùy cái công suất với lại cái máy to hay nhỏ, nhưng mà thường Diễm thấy mình xay trung bình nó 30 giây là được rồi, mình tắt. Mình tém thịt thì Diễm thấy nó ngon hơn. Sau 30 giây á là thịt nó đạt như vậy nè. Thì nó rất là dẻo ha và thịt còn lạnh lắm. Thì mình cũng tém thịt ra cho dàn đều ra trong cái khối xay đó. Thì mình tiếp tục mình xay ở cái tốc độ cao 30 giây nữa. Thì trung bình á, một cái máy này á, mình không nên xay quá 3 phút ha. Mình cứ xay 30 giây rồi mình ngừng. Thường á, Diễm làm những cái này Diễm hay để cái đồng hồ Diễm canh luôn á, cho nó chính xác. Đó, mình lại dàn thịt ra. Tại vì nếu mà mình lỡ á, mình xay nhiều quá mà mình không có nhìn được cái thịt là nó còn lạnh hay là không lạnh á, thì nó rất là dễ bị bở. Sau khi dàn thịt đều ra thì mình xay tiếp 30 giây nữa. Với cách làm này thì nó cũng làm rất là nhanh. Cái thịt của mình nó không có nhuyễn mịn. Tại vì Diễm xay nhuyễn mịn, Diễm rất là sợ nó bị bở. Cho nên với lại cái thịt này là thịt nạc dăm á, nên mình xay nó cũng còn lợn cợn vài miếng thịt. Đó, như vậy là cũng đạt rồi ha. Nhưng mà Diễm thấy mình xay thêm khoảng cỡ từ 20 tới 30 giây nữa là ngon. Thì Diễm cũng cho vô, Diễm bật cái tốc độ cao nhất, Diễm xay thêm 20 giây nữa là mình sẽ được cái phần giò sống rất là ngon. Đó, bây giờ thịt nó đã dẻo như vậy nè. Lúc mà mình xay xong á, mình thấy nó dẻo là mình biết cái giò sống mình nó đạt rồi đó. Nó dẻo và cái thịt nó trắng mà nó màu hồng luôn ha. Rồi Diễm sẽ múc hết ra, mình xay tiếp cái phần thịt còn lại đó. Rồi bây giờ mình sẽ mang đi mình luộc hoặc mình chiên. Thì bữa nay Diễm làm hai loại luôn. Thì Diễm chuẩn bị một cái nồi nước ha, và đây cái thau nước để Diễm vớt mọc ra. Thì Diễm lưu ý tí xíu là nếu mà mình luộc á, thì mình sẽ luộc với cái lửa thấp thấp nha, tức là nó sôi lăn tăn á, mình không có nên luộc cái lửa mà cao quá. Với lại nếu mà mọc luộc có thể mình nên nêm thêm tí xíu muối vô nữa cho cái mọc mình nó đậm đà hơn, tại vì nếu mà mình luộc thì nó sẽ lạc, còn nếu mà cái mọc này chiên á, thì Diễm thấy nó rất là vừa ăn. Đó, mình cứ vo cho tròn xong mình thải vô, mình kiểm tra cái mọc nó chín á, bằng cách là mình dùng tay thì hơi nóng á, mình dùng đũa mình bóp, mình thấy cái viên mọc mình nó cứng á, nó chắc thì nó đã chín. Thì tùy cái viên mọc nhỏ hay lớn á, thì Diễm thấy trung bình mình luộc khoảng 3-4 phút là chín. Còn nếu mà mình có cái nồi nước lèo mình ăn bún mọc hay gì thì mình cứ cho trực tiếp vô nồi nước lèo luôn. Còn hôm nay Diễm làm riêng ha, chín rồi thì mình vớt ra mình ngâm nước lạnh cho cái mọc nó săn lại và nó trắng. Rồi bây giờ Diễm đi làm mọc chiên. Thì mọc chiên á, mình cũng cho dầu lên bếp ha, mình không có để cho dầu quá sôi nha, tại vì dầu nóng quá thì mọc nó giống như nó phồng lên nhanh rồi ở trong nó chưa chín và nó bị cháy và cái vỏ của nó sẽ dai, nó không có ngon lắm. Bữa nay á, Diễm chiên cái này á, thì Diễm canh cái dầu nó cũng còn hơi nóng nè. Thì mọc chín á, mình cầm lên cũng vậy, thì cái mọc của viên mọc của mình nó phồng lên và nó chắc ha. Mình không có nên chiên quá lâu, tại chiên lâu á, sẽ làm cho cái mọc của mình á, giống như là nó bị dai, cái vỏ ở trong nó bị xốp á. Với công thức này á, thì mình làm chả lụa cũng rất là ngon cho những ai mà không có thích cái mùi nước mắm đó. Bé tu của Diễm thì nó thích cái mọc này hơn, ảnh thì không có thích nước mắm lắm. Cái mọc nó dai ha, cái này là mọc luộc nè. Mọc này á, thì mình nấu bún mọc á, có mọc chiên, mọc luộc ăn rất là ngon, hoặc là mình cho vô bún riêu cũng ngon nữa. Diễm chúc mọi người thành công với món mọc này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.